Xin chào cả nhà nha. Mình đang ở khu du lịch sinh thái Cồn Én, ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là cái khu vực mà đến thăm Cồn Én mọi người có thể tắm sông hoặc là trải nghiệm bơi xuồng. Ở đây gió rất là mát. Con thuyền này bằng gỗ và trên đó là có bán nước uống và thức ăn vặt. Rồi. Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần. Bên kia xa xa có một cái tháp cao. Đó, quang cảnh đây rất là đẹp. Chúng ta có thể ngắm những cái thuyền chạy trên sông. Về những cái thủy sinh, những cái cây ở dưới mà nước cũng rất là đẹp. Ở đây là công trình kiến trúc gỗ. Đây, toàn bộ cái con thuyền này đều bằng gỗ. Rồi, cái cầu bằng gỗ. Đó, những cái tum ở đây rất là mát. Đây, ngay cả cái bàn cũng vậy, đều bằng gỗ rất là chắc chắn. Rất là đẹp, bóng. Đây cũng là cái bàn. Khung cảnh rất là thơ mộng, mát mẻ. Rồi khi đi tham quan đường này là đến các cái tum của nhà hàng. Thì chúng ta thấy là cái cầu bằng gỗ để di chuyển giữa các tum với nhau. Hai bên cầu người ta đều có những cái chậu cây cảnh rất là đẹp. Cái hoa giấy, mai chiếu thủy và những cái chậu gỗ. Đây cái chậu bằng gỗ nè, rất là dễ thương. Rồi những cái chậu này là những cái chậu cổ. Đây là một cái tum. Đây cũng là một tum, mỗi cái tum người ta có đánh số để cho nhà hàng tiện phục vụ du khách. Đây, ngày hôm nay có một số người khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Long Xuyên đến đây tham quan, quay video. Có những cái chiếc ghế bằng gỗ mà chúng ta có thể xuống ngay dưới sông đây tắm. Ở đây bên trái cũng có cái khu vực nhà tắm để cho chúng ta thay đồ. Người ta xuống bến để chơi. Bến này có thể xuống để lấy xuồng để chúng ta bơi vòng vòng hoặc là đi cano. Đây ngoài ra còn có những cái chậu cây ngô đồng. Rồi có mấy cái chậu khế. Đây, con đường rất là đẹp. Gió lộng. Những cái cây gỗ ngoài kia được làm đoàn trụ. Rồi có căng lưới xung quanh để phân chia cái khu du lịch với cái ranh giới tàu bè đi ở phía bên ngoài. Đây một cái tum ở giữa. Lộng gió, rất là mát mẻ. Rồi, trên con đường này chúng ta sẽ đi đến được nhà hàng. Có những cái cô nhân viên mặc áo bà ba. Bên trái đây là cái chiếc cano để chúng ta lướt sóng ở vòng ngoài kia. Đó là dịch vụ. Rồi, ngoài ra còn có một cái căn nhà bằng gỗ bên kia. Giống như là một cái hòn non bộ, một cái núi. Trong nhà hàng trang trí cũng rất là đẹp. Ở đây mắc rượi luôn bởi vì người ta lợp ngoài đá, những cái tàu lá dừa. Đây cũng là con đường, đó con đường đi đến. Ở phía trước cái căn nhà gỗ ngoài kia giống như là cái hòn non bộ, như là cái núi gì đó. Thì nó có hai cái chậu cây huyền trân công chúa đang lúc rổ hoa, nhìn rất là đẹp. Rồi những cái tiểu cảnh hình trái tim tạo nên từ con đường. Đây một cô nhân viên nhà hàng đang dùng cái xô để múc nước sông lên. Đó, chúng ta đi không những tham quan khu du lịch Cồn Én, chúng ta còn được ngắm sông. Những cái tàu chạy ngang qua đây.
Vào mùa này thì do là mưa bão cho nên khách du lịch cũng ít. Đó là quang cảnh bao quát cồn Én.